Tuy không có những sự việc gây chấn động như các năm trước đó, nhưng trong năm 2023 này, công chúng cũng được chứng kiến không ít pha sập phòng hoặc lật xe của các sao Hoa ngữ. Suy cho cùng đây cũng là những việc do họ tự làm nên phải tự chịu hậu quả, và hình phạt nặng nhất có lẽ sẽ là bay màu vĩnh viễn khỏi showbiz. Trần Phi Vũ luôn mang hình tượng là anh trai ngoan ngoãn bị bố mẹ quản thúc chặt chẽ, nên khi Trần Phi Vũ lộ ảnh giường chiếu với một hot girl mạng đã khiến cho công chúng bất ngờ. Theo giới truyền thông tiết lộ, cô gái mà Trần Phi Vũ qua lại vốn đã có chồng, nên thời điểm đó nam diễn viên còn bị coi là tiểu tam phá hoại hôn nhân của người khác. Mặc dù, sau đó phía nhà gái đã lên tiếng khẳng định bản thân đang độc thân ở thời điểm quen biết Trần Phi Vũ, cả hai là trai gái yêu nhau bình thường. Nhưng hình ảnh đẹp đẽ của ngôi sao tương dạ vẫn sụp đổ hoàn toàn, khiến sự nghiệp đang thăng hoa của anh bị ảnh hưởng nặng nề. May mắn là dù sập phòng nhưng trường hợp của Trần Phi Vũ vẫn cứu vãn được, sau một thời gian ở ẩn thì nam diễn viên đã quay lại showbiz tiếp tục sự nghiệp. Thái Tử Khôn. Cũng giống như Trần Phi Vũ, Thái Tử Khôn có một hình tượng đẹp và hết lòng vì sự nghiệp. Nhưng đến một ngày kia, Thái Tử Khôn bị khui ra chuyện tình cảm không êm đẹp của anh chàng. Không những thế, anh còn bị tố ép bạn gái phá thai. Ngoài ra, mẹ của nam ca sĩ cũng thuê thám tử tư và lắp camera trái phép để theo dõi nhất cử nhất động của cô gái kia. Vì scandal động trời này, các nền tảng và đơn vị đều từ chối hợp tác với Thái Tử Khôn, những giấy phép xin tổ chức concert của anh không được duyệt và phải ở ẩn suốt nửa năm qua. Dự kiến trong năm 2024 này, Thái Tử Khôn sẽ sớm quay trở lại hoạt động trong nước. Tuy nhiên, danh tiếng và nhiệt độ của nam ca sĩ sẽ khó đạt được như mức trước khi scandal xảy ra. Tống Tổ Nhi là một tiểu hoa tiềm năng trên màn ảnh, lại có nhan sắc và diễn xuất nên sự nghiệp của Tống Tổ Nhi đang rất rộng mở. Và có lẽ cũng chẳng ai nghĩ Tống Tổ Nhi lại có ngày bị tố trốn thuế. Hàng loạt lịch trình công việc của cô đã bị tạm dừng vô thời hạn chỉ để phục vụ cho công tác điều tra của Cục Thuế. Đáng chú ý hơn, phía nữ diễn viên chết yêu lại không có động thái nào khẳng định cô vô tội nên công chúng càng tin việc trốn thuế kia là thật. Đã có bao nhiêu tấm gương trước mặt, thật không hiểu vì sao Tống Tổ Nhi vẫn phạm phải lỗi này. Tưởng Y Y. Ngoài Tống Tổ Nhi thì Tưởng Y Y cũng là một người đẹp bị tố trốn thuế khiến công chúng không khỏi bàng hoàng vì xưa nay cô vẫn mang một hình tượng hoàn hảo. Nhưng khác với trường hợp của Tống Tổ Nhi, khoảng thời điểm trốn thuế thì Tưởng Y Y vẫn chưa đủ tuổi và cha mẹ vẫn là người giám hộ. Thêm vào đó, việc đã nộp đủ cũng giúp cô thoát khỏi kiếp nạn bị phong sát. Chỉ có điều, ồn ào trốn thuế này đã ảnh hưởng nhiều đến nàng mỹ nhân 22 tuổi này khi các nhà sản xuất đều rén và không muốn hợp tác với cô. Angela Baby. Ngoài việc xuất hiện tại tuần lễ thời trang Paris năm nay thì Angela Baby còn ghé qua Crazy Horse để xem Lisa biểu diễn múa thoát y. Công chúng xứ Trung đã rất phẫn nộ trước hành động của Angela Baby, nhưng nữ diễn viên luôn cố gắng thanh minh rằng cô không xuất hiện tại nơi tai tiếng kia. Chỉ có điều, dù Angela Baby có làm gì thì cô cũng đã bị bên trên cấm sóng tạm thời và không thể xuất hiện trong bất cứ hoạt động nào cuối năm nay. Thậm chí, người đẹp còn phải bồi thường vi phạm hợp đồng cho nhiều chương trình và nhãn hàng chỉ vì đi xem một buổi biểu diễn. Trương Gia Nghê. Giới truyền thông không chụp được hình Angela Baby đến Crazy Horse nhưng Trương Gia Nghê lại hoàn toàn lộ mặt, thậm chí cô còn chụp khá nhiều ảnh nữa. Có lẽ Trương Gia Nghê cũng giống như người đồng nghiệp, đến Crazy Horse xem biểu diễn là phụ, điều quan trọng là tạo dựng các mối quan hệ. Nhưng chưa biết đã tạo được quan hệ gì chưa. Cuối cùng lại bị cấm sóng tạm thời khiến cho sự nghiệp vừa có chút triển vọng của người đẹp Diên Hy công lược đã bị vùi dập ngay lập tức, tương lai cũng trở nên mờ mịt hơn hẳn. Viêm Á Luân. Một trong những scandal gây chấn động năm nay chính là việc Viêm Á Luân bị chàng trai nổi tiếng trên mạng tên là Khâu Diệu Nhạc tố cưỡng ép quan hệ vào năm 2018 khi chàng trai này mới 16 tuổi, đồng thời còn quay lại video nhạy cảm. Khâu Diệu Nhạc đã tổ chức họp báo nói rõ về chuyện này, mà chính Viêm Á Luân cũng đã xuất hiện và xin lỗi chàng trai trẻ. Sau khi vụ việc vỡ lở, phía cảnh sát đã bắt tay vào điều tra vụ việc và chuyện này đã khiến danh tiếng của Viêm Á Luân sụp đổ, cơ hội để hoạt động trong showbiz của anh cũng biến mất. Trần Mục Chỉ là một trong những nam diễn viên nổi tiếng nhờ bom tấn Phong Thần 1. Trần Mục Chỉ, nam diễn viên thủ vai Ân Giao, đã bất ngờ bị tẩy chay diện rộng chỉ sau 3 tháng lên hương. Nhiều ồn ào tình ái phức tạp của anh chàng bất ngờ bị phanh phui, khiến hình tượng của anh bị hủy hoại. Ồn ào đầu tiên của Trần Mục Chỉ là chuyện nam diễn viên từng kết hôn rồi ly hôn bị công khai. Vợ cũ của Trần Mục Chỉ hơn 7 tuổi, là phó giám đốc sản xuất của Phong Thần 1, ngoài ra kiêm cả trợ lý đạo diễn Ô Nhĩ Thiện. Nhờ quyền lực của cô mà Trần Mục Chỉ dễ dàng hoàn thành trại huấn luyện Phong Thần và góp mặt trong phim. Bản thân Trần Mục Chỉ đã lên tiếng xác nhận từng có vợ rồi ly hôn. Cả hai kết hôn vào tháng 3 năm 2020 rồi đường ai nấy đi vào tháng 8 năm 2021. Sau một tháng, nam diễn viên ghi hình phim Tinh Lạc Ngưng Thành Đường và từ đây anh bị khán giả chê bai là giả ngây thơ.
trên hậu trường Tinh Lạc Ngưng Thành Đường, Trần Mục Chỉ từng thú nhận anh chưa bao giờ hôn ai mà lại phải đóng cảnh hôn, vì vậy đành nhờ bạn diễn Hà Tuyên Lâm chỉ dạy. Thế nhưng khi chuyện có vợ vỡ lở, nhiều khán giả mới biết rằng họ đã bị Trần Mục Chỉ lừa. Câu chuyện ồn ào nhất của Trần Mục Chỉ chính là việc anh bị tố là cha nam trong mối quan hệ đồng giới với Ngô Sở Nhất, nam diễn viên bị vạch trần bộ mặt phụ bạc và ăn cháo đá bát. Dù được Ngô Sở Nhất dùng tiền mồ hôi nước mắt để nuôi anh trong những ngày tháng chưa nổi tiếng, nhưng đến khi thành danh lại có thái độ đe dọa, phủi sạch mối quan hệ và giật nợ Ngô Sở Nhất. Bạn thấy đâu là trường hợp sập phòng đáng tiếc nhất của các sao Hoa ngữ trong năm 2023? Theo bạn, những ngôi sao nào trong danh sách này vẫn còn cơ hội quay lại làn giải trí và lấy lại vị thế như ngày xưa? Hãy chia sẻ với mọi người ở dưới phần bình luận nhé! Đừng quên like video cũng như đăng ký kênh Cbiz Phim để xem thêm nhiều video thú vị khác nữa nha! Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. See you!